Rồi là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ năm mê câu cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 6 cây cần câu. 6 cây này là 6 cây cần câu carbon gấp khúc hàng Nhật, hàng nội địa Nhật nha anh em. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chỉ thanh toán. Em có để số điện thoại ở trên clip, anh em cần anh em có thể liên hệ với em. Rồi cảm ơn anh em. Rồi em vô cái thứ nhất cho mọi người xem. Đây, cây thứ nhất là một cây cần hàng nội địa Nhật. Hàng này dài 2m5 nha mọi người, 2m5, nặng 80g, thu gọn 73cm, đọt là 0,7 ly, độ cứng là từ 1H đến 2H, có 1,5 đến 2H. Đây, cần còn rất là mới nha anh em, cần giả chút. Đây nó để này là 2m4 mà em đo bằng thước thì thực chất là sẽ ra 2m5, 2m5. Hàng còn rất là mới, đảm bảo 100% với anh em là hàng carbon nha anh em, nút vẫn còn. Hàng này thì có 4 khúc nó sẽ gáp lại. Đọt là vẫn là đọt carbon đặc nha anh em, hàng carbon. Đây đọt nó 0,7 ly, độ cứng tầm 2H, từ 1,5 đến 2H. Khá dịu. Những cây này thì chuyên cho anh em đánh giết rồi, đánh giết, đánh mè, đánh rô, đánh chép. Cây này đánh đem ra câu thì anh em khỏi sợ đụng hàng với ai hết. Hàng này thì đó, thì quá ok rồi. Rồi giá cây đầu tiên nha mọi người, giá cây đầu tiên em công khai với mọi người là 500k, cái thứ nhất 500k. Rồi tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 khoảng một cây giả chút, hàng carbon 2 da. Cây này có chiều dài là 3m, nặng là 50g, cần rất là nhẹ nha anh em. Thu gọn là 83cm, đọt là 0,9 ly, độ cứng tầm 2h đến 2,5. Những cây này chuyên cho anh em đi câu giải trí quan nghệ chơi thôi, đem ra câu là anh em nhìn cần là biết hàng tiễn rồi. Cây này độ mới nó rơi vào tầm khoảng 95% nha anh em, 90-95%. Anh em về anh em kiểm tra hàng mà hàng không giống như clip em quay thì anh em có thể gửi qua cho em. Đó, không cần trả thêm chi phí nào hết. Kiểm tra hàng hàng không giống rồi gửi về xong. Hàng giống thì anh em vui lòng nhận giúp em. Nút nó vẫn còn. Cây này vẫn là một cây 4 khúc nha mọi người. Nhìn nó làm sắc sảo hơn cây kia một tí. Rất là sắc sảo luôn nha. Khúc này là khúc carbon nha anh em, nó không sơn. Chờ lại. Đây đọt nè, thấy đèn nó trôi thấy không? Đọt là đọt carbon đặc nha anh em. Những đọt này đánh thì bao phê. Hàng rất là mới nha anh em, mới tin luôn. Chả có gì phải bàn hết. Em bán hàng thì em cố gắng soi cho anh em coi kỹ từng khúc. Nó sẽ gấp cho như thế này. Rất là chắc nha anh em. Đọt nó đây. Đọt cây này gơ vào tầm khoảng 2H nha. Khá là búng á. Đây đọt nguyên đọt carbon đặc đây. Tầm 2H, đọt 0,9 ly. 0,9 ly. Rồi, giá công khai cây này với mọi người là 550k nha mọi người. Giá công khai là 550k. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn một cây gấp khúc giả chút. Cây này làm đẹp sắc sảo hơn nữa. Làm mấy hạt che che luôn ha.
Đây đó, soi lên cho anh em xem. Khúc khúc vắn nhợ này nè, nó còn rất là mới. Cây này là dài 3 m, nặng 70 g. Thu gọn mà 83 cm. Đọt là 0.6 ly. Độ cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi nha anh em. Hàng carbon nguyên cây đó. Đây những mắt nó làm y hệt cây tre luôn. Anh em nào đi lấy cái này đi đánh, nhưng mà đánh mà đứng gần anh em là hỏi liền thì câu cần gì vậy. Đó, hàng khá độc nha anh em, bao đẹp. Đây cây này vẫn còn nút, đảm bảo với anh em là những cây cần này em đều còn nút nguyên zin nguyên kiện hết cho anh em luôn. Đó. Khá đẹp, cây này khá là đẹp luôn á, quá trời đẹp. Cây này vẫn có là 3 khúc nha, 4 khúc nha anh em. Gáp lại nó sẽ ra 3 mét. Hàng đọt vẫn là đọt carbon đặc. Mấy cái này chia nhanh em câu gô, câu giết, câu ao hồ, câu đồng. Đây đọt nó đây à, đọt này mà giật mà nhiều cá là bê bao phê. Đây cây số 3 vẫn có giá 550k nha anh em. Cây số 3 có giá 550k. Những cây này đều còn túi hết, anh em mua thì em sẽ gỡ theo kèm túi cho anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Đó, gốc cây số 4 đây. Đây, khúc carbon đây, bị chóc sơn thôi. Không phải mẻ gì đâu nha anh em. Cây này có chiều dài là 4m75. Nặng 100g, thu gọn là 202 cm. Đọt là 0.9 ly, độ cứng là tầm 2h đến 2h rưỡi. Cái chiều dài này em đo bằng thước, nếu về anh em đo mà không đúng á thì anh em gỡ về, không sao. Một cái cần nội địa Nhật nha anh em, giả trúc làm y hệt luôn, cực kỳ đẹp, sắc sảo lắm, làm y hệt mấy cái sơ sơ nè. Cái này thì nó sẽ bị bong chóc sơn một ít đây nè, nó hàng bong chóc sơn thì em nói với anh em bong chóc sơn, nó rất là đẹp. Cái này thì nó gồm hai nút trên đây. Cái này có tổng cộng là 5 lóng nha mọi người. Đọt vẫn là đọt carbon đặc. Đọt cứng tầm 2h đến 2h rưỡi. Đây carbon nó chiếu này nó, anh em có thể thấy. Hàng này thì bao đẹp rồi. Chỗ nào nó bông chóc sơn thì em nói anh em bông chóc sơn. Chả dấu, chả giếm, chả lia máy qua lia máy lại chỉ mất công. Đây, chỗ này đây, chày trước tí. Bán hàng soi kỹ cho anh em luôn. Đây, cái khúc này nó sẽ bị bông chóc sơn nhẹ nha anh em. Đó. Rồi, đây em test cái độ cong của đọt cho anh em xem. Tầm 2h nha anh em, h gửi 2h. Tầm 2h, 2h là chuẩn. Đọt nguyên đọt carbon đặc nha. Rồi, giá công khai cây này là 650k nha anh em. Cây số 4, giá công khai 650k. Tiếp theo sẽ là hai cây cuối, hai cây số 5 và hai cây số 6. Cây số 5 và cây số 6. Cây số 5 có chiều dài là 3m9, thu gọn là 88cm, nặng 100g. Đọt là 0.6 ly. Độ cứng tầm 1h đến 1h rưỡi. Hàng này hàng carbon sắn quăng, carbon thay da. Đó.
vẫn là hàng gấp khúc nha anh em. Nó làm cái khúc này khá đẹp. Cây này thì sơn xét gì nó còn nguyên kiện nguyên. Hàng sau thì em báo với em vậy. Thế thôi. Khúc quấn chỉ nó vẫn còn. Đây, hàng đều còn nút hết. Cái này có tổng cộng là vẫn là 5 lóng nha anh em. 5 khúc gấp lại. Hàng còn khá là mới, độ mới gơ khoảng 95%. Đây, bồn nó sẵn đây. Cái này sắn chân chìm nha anh em, khá là đẹp. Anh em lấy mấy cái này ra con nắng câu là khỏi chơi. Đây bị chóc sơn chỗ này chày thôi đó, em soi chỗ nào thấy chóc sơn em báo với anh em. Cái này như vậy. Rồi, giá công khai cây nha mọi người. Giá công khai cây này là 700k. Cây số 6, cây số 5. Tiếp theo sẽ là một cây số 6. Cây số 6 có chiều dài là 5m4. Đọt là 0.8 ly. Thu gọn là 102cm. Nặng là 150g. Có độ cứng tầm khoảng 2H. Đây, nó còn cái gù này của cần đây về đây còn gì em để vậy luôn. Cây này vẫn là cọc quan hai da sắn quan, những cây này đều sắn quan chìm. Đây tem nội địa đây anh em. Này đó, làm khá đẹp khá sắc sảo luôn á. Vẫn còn nút đầu. Cây này có tổng cộng là 6 khúc nha anh em, 6 lóng. Đấy rồi, soi cho anh em hết. Anh em kiểm tra mà không giống hàng em soi thì gỡ về. Trả sao cả. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chỉ thanh toán. Số điện thoại thì em vẫn để ở trên clip, anh em cần có thể liên hệ các bạn Facebook với em, các bạn Zalo với em. Facebook là lâu em cũng mít on đó. Hàng sắn khá là đẹp nha anh em. Nghe lấy cái này đi cho dễ soi. Sắn này là sắn bao đẹp luôn á. Đọt cái đi. Đọt nó cứng vô tầm khoảng 1.5 2H nha anh em. Đọt nó khá bún. Rồi, giá cả công khai luôn. Giá công khai cây này là 750k nha anh em. Cây số 6. Hàng carbon sắn hai da sắn chìm. Đọt vẫn là đọt carbon đặc nha anh em. Hàng này đảm bảo em trên khoảng 90-95% tầm khoảng đó. Rồi đó là tổng cộng 6 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào anh em có thể alo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em nha.